Xin chào anh em nhé. Những đơn hàng cuối năm 2023, pallet hôm qua vừa về thì hôm nay đã lên đường gần 50 chiếc cho những anh em các tỉnh thành. Nhận tiện có anh khách lấy đèn beam 450 plus. Dòng plus là dòng có viền led ở đằng trước đây các bác nhé. Đấy, nó có sẽ có thêm một cái viền led ở trước mặt đây. Cái viền led này nó cũng sẽ có rất là nhiều hiệu ứng các bác nhé. Đấy, chứ những cái dòng mà không có viền led này thì nó chỉ là 450 thường thôi anh em nhé. Còn cái tên thì chỉ là người ta đặt thôi. Đấy, chứ còn đã là dòng plus thì nó phải hơn những cái dòng mà mẫu trước và mẫu thường ấy. Đấy, hơn cái viền led này các bác nhé. Viền led này buổi tối nhìn rất đẹp. Đấy, ban ngày các bác nhìn nó đã như thế này rồi, buổi tối nhìn nó còn nét hơn nữa nhé. Đây em đang cho hai con nó cắm thử với cầu gương ở trước mặt kia. À, bên em thì không bán cầu gương anh em nhé, em mua quả em treo về em nghịch thôi. Đấy, hàng họ từ nay cho đến vài ngày nữa thì sẽ về rất nhiều hàng để phục vụ đầu xuân cho anh em nhé. Đấy, và pallet lần này em về cái mẫu mới rất là đẹp anh em ạ. Mẫu mới rất là đẹp, vỏ chắc chắn cứng cáp. Đấy, chạy đây cái vỏ nó rất là to bác, thoáng, chạy rất là mát máy, kèm thêm cái tản nhiệt rất là dày. Đấy, chắc chắn là độ bền của nó sẽ hơn hẳn những cái dòng rẻ tiền ở trên thị trường các bác nhé. Pallet này bên em bán giá là 1 triệu một chiếc, bảo hành 1 năm. Còn những cái dòng mà S450 Plus có viền led này giá sẽ là 11.500.000 đồng một đôi. Tặng thùng đựng và móc treo đầy đủ anh em nhé. Còn đây là những chiếc bàn khiển, những chiếc bàn khiển kinh công 256 và linh kiện của beam, nguồn, kích, bóng rất nhiều. Một vài hôm nữa rảnh thì em sẽ làm một cái video gọi là em test những cái cấu hình thông dụng nhất của những bác làm đám cưới vừa và nhỏ. Thì em sẽ kết hợp giữa 12 con beam thêm 12 con pallet nữa và điều khiển trên cùng một chiếc bàn này các bác nhé. Đấy, chiếc bàn này để làm sự kiện vừa và nhỏ thì quá ok rồi. Nó có thể điều chỉnh được hơn chục con beam và tầm khoảng 20 con pallet một máy khói. Đây là ba đôi beam S550. Em đang cho chạy test lại để chuẩn bị lên đường cho anh em. Giá là 11.500.000 một đôi. Tặng kèm thùng đựng và móc treo anh em nhé. Đây là dòng S550 Smart, dáng nhỏ gọn. Đây, cái móc treo của nó sẽ như thế này đây anh em này. Và móc treo bên em rất là dày dặn chắc chắn anh em nhé. Đấy, dùng thì coi như là không bao giờ móc treo này nó hỏng được đâu. Bồng rất là to anh em ạ, rất hợp với anh em sầu cưới nhà hàng. Những cái dòng đèn này rất là hợp các bác nhé. Đấy, và hai ba hôm nữa khi em dọn dẹp nhà cửa xong thì em sẽ lên làm một cái video hướng dẫn các bác sử dụng cái con bàn kinh công này, chỉnh từ lúc đầu nhé. Chỉ trong vòng 15 phút là các bác có thể chỉnh được 10 cảnh rồi, rất là nhanh. Và cảnh của nó, cảnh những cái cảnh có sẵn ở trong bàn này nó rất là đẹp, các bác chỉ chọn cái cảnh nào mà các bác thích thôi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu về ánh sáng sân khấu thì có thể liên hệ với em, bất cứ mặt hàng gì về liên quan đến ánh sáng em đều có. Và toàn bộ hàng em bán là hàng mới các bác nhé, hàng mới nhập khẩu chính ngạch, giấy tờ đầy đủ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.